này bán sao em Dạ một cái 35 ngàn ba cái 100 ngàn nha chị Gần đây có ngân hàng không em Dạ phía sau có cây ATM cách một dãy nhà á chị Tôi có rút tiền đâu mà ATM Dạ chứ sao ạ à? Để cướp chứ chi em Trời ơi nghĩ sao mấy cái áo như cái nùi dẻ mà bán mắt vậy cưng Dạ áo em nhập hàng đàng hoàng chị ơi Đâu ra mà nồi dẻ dữ vậy chị Nè thấy áo tôi mặc không Hàng công ty bốn trăm rưỡi Cái này mới gọi là áo nghe không cái chị mặc là đầm, còn em là đồ bộ Mà cái đó nói giá như mà chị trả xuống còn bốn trăm rưỡi vậy Nghĩ sao vậy bà, ra chợ người ta mới trả giá chứ trong cửa hàng ai trả giá mẹ Chị ơi, đồ chợ hay đồ cửa hàng gì nó chỉ khác cái địa điểm thôi chị Đúng ra chị phải thương mấy người buôn bán ngoài nắng cực khổ như tụi em chứ Kỳ kèo chỉ vài ngàn vậy chị Thôi cô nói nhiều quá năm cái một trăm ngàn được thì bán không thì tôi đi Dạ, chị cứ đi đi ạ à. à, tôi đi thiệt đó nha, đừng có hối hận nha Dạ em mời chị Chị có trả ba cái 200 em cũng trả bán cho chị đâu Xì sí. Bán ngoài chợ làm giọng chảnh Xì sí.